Rồi, ok, hello, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một video mới ha. Thì trên tay của mình đây là cái con ma vít mini thập cẩm ha. Đây là con ma vít bao gồm các linh kiện lắp ráp từ ha cả ba bốn đời ma vít mini lại ha anh em. Ráp từ ba bốn đời ma vít mini lại luôn. Thì anh em có thể thấy đây cái phần chính của nó là cái cánh nè. Cánh của nó là nguyên thủy lấy từ cánh của ma vít mini 3 Pro ha, rồi không rồi thì cánh nó cũng như nhau. Thì đó, thì cái cánh sau của nó mình ở phiên bản lần trước, xin lỗi nè, chờ mình chút để mình mở cái càng nó nha, cái tại mình đang cầm cái máy quay. Thì đây, đó ở cái phiên bản lần trước thì mình xài hai cái cánh sau này là hai cái cánh của Mavic Mini 1. Ở phiên bản lần này thì mình xài là cái cánh Mavic Mini 3 luôn ha, và mình đã cắt bỏ một cái phần cái đỉnh của cái cánh ha, tại vì nếu không cắt thì nó sẽ chạm vào trong cái phần thân này nè, nó sẽ chạm vào trong cái phần thân này, cho nên là buộc lòng phải cắt bỏ một chút để cho nó phù hợp với con Mavic Mini này ha. Anh em có thể thấy đây là cái càng càng là Mavic Mini 2 cam, cũng là cam của Mavic Mini 2, nhưng mà ESC này thì của Mavic Mini 1, và cái mainboard carbon, cái carbon chính của nó thì của Mavic Mini SE nha. Nói chung con này nó lai tùm lum hết, cho nên mình tạm gọi nó là con Mavic Mini thập cẩm nha. Hôm nay mình sẽ test thử thời gian bay của nó, xem coi là với cái cánh của Mavic Mini 3 và motor là motor này Mavic Mini 1 nha anh em. Đó, với cái motor là Mavic Mini 1, cánh Mavic Mini 3 thì thời gian bay của viên pin zin nó sẽ có được là bao nhiêu ha. Ở đây mình xài pin zin chứ mình không xài pin độ nha anh em. Pin zin đã sạc đầy 100% và để xem coi là thời gian bay thực tế của nó sẽ đạt được là bao nhiêu phút ha anh em. Ok, giờ mình thử ha. Ok, bây giờ khởi động nó lên ha. Rồi, khởi động xong. Giờ mình sẽ chuyển sang mình quay phim màn hình đi. Cho nó quay phim màn hình đi cho nó dễ ha. Tại vì mình quan trọng là thời gian bay thôi. Rồi, ok anh em, bây giờ pin của nó đang là 100% ha. Em để mình xem nè. Info là 100%. Và cái máy này là Mavic Mini SE ha. Đây, Mavic Mini SE version của firmware là 01011100. Và cánh hiện tại đang là cánh của Mavic Mini 3. Ok, thì cái này mình đã tinh chỉnh rồi, cho nên là nó bay rất là ok. Không có vấn đề gì đâu, nên là cứ vậy mà chơi thôi. Giờ chúng ta sẽ chờ điểm GPS và có cánh ha anh em. Ok. Rồi, dứt thôi anh em. Ok anh em, thích hợp này ha. À, nó bay nói chung mà nó sẽ báo nè anh em thấy không, payload mode enable, tức là sao, do là cái cánh của mini 3 này nó làm cho cái tốc độ vòng quay của cái động cơ nó bị giảm ha, vì cái sải cánh nó dài và lực nâng nó lớn hơn rất là nhiều so với cánh zin của Mavic Mini, cho nên nó sẽ báo là payload. Không sao hết, payload này chúng ta có thể tắt đi được, nhưng mà không biết tắt đi rồi nó có cho bay xa không thì cũng chưa biết luôn. Bây giờ nói chung là chúng ta test thời gian bay thì cứ bay như bình thường thôi, cũng không có vấn đề gì hết. Ok, mình sẽ tìm cách mình tắt cái payload đi ha. Rồi, payload đã tắt ha. Đó, không có báo payload nữa. Nó bay nói chung là khá ổn định nha anh em, với cánh của Mavic Mini 3 và gắn trên cái motor của Mavic Mini 1 và cái mainboard chính là Mavic Mini SE.
và chúng ta cắt tỉa cánh một cách tỉ mỉ, chỉnh chu ha, thì nó bay cũng khá là tốt nha anh em, chứ không phải là tại đâu nha, nó bay cũng êm lắm á, nó giữ cái vị trí cũng khá là ổn luôn nha. Nhưng mà nó có một cái vấn đề là nó sẽ bị, nó bị gây cái hiện tượng nó bị rung á, do là cái cánh của Mavic Mini 3 mà mình cắt tỉa nó chắc chắn nó sẽ không đồng đều và nó sẽ gây hiện tượng rung, mà thỉnh thoảng nó sẽ báo là motor error nha, do nó bị rung á, nó bị rung cánh cho nên nó sẽ báo là motor error. Và bay thực tế thì nó cũng bình thường đây, nó không có gây nóng motor đâu anh em, không hề gây nóng motor luôn, vì bản chất là cái motor của Mavic Mini các đời nó đều như nhau thôi, nó chỉ khác nhau về tốc độ vòng quay hay là cái cánh nó gắn lên thôi, chứ về cái công suất motor là nó như nhau ha. Về cân nặng thì nó cùng gánh một cân nặng là 249g thì nó như nhau thôi anh em, không chả có gì khác biệt đâu, nên là cứ chơi thôi, không có gì phải lo hết, không cần phải thay motor gì đâu nha. Cánh của Mavic Mini 3 thì gắn vào nó vừa luôn. Giờ mình sẽ bay lượn vài vòng ha. Mình bay trong tầm mắt thôi nha anh em, tại vì nói chung là mình bay, mình test thời gian bay mà, bay trong tầm mắt thôi. Mình chỉ hy vọng nó bay được khoảng độ chừng 25 phút gì đó là ok ha, nó sẽ bằng giống như là máy zin ha, nó sẽ bằng giống như zin, khoảng độ chừng 25 phút là nó sẽ bằng giống như zin đó. Thì đây mình sẽ quay ngắt quãng nha, mình sẽ không quay liên tục đâu, mình sẽ quay ngắt quãng cho tới khi gần hết pin đó mình sẽ quay trở lại với anh em ha. Ok anh em. Khi mà bay bằng cánh của Mavic Mini 3 ha, mình sẽ test max speed ở chế độ B1 là chế độ tiêu chuẩn ha. Để coi max speed của nó sẽ đạt được là bao nhiêu ha anh em. km/h ở chiều gió. 29 km/h luôn ha. Ok, đó là một chiều gió. Và mình sẽ đi lại một chiều gió khác ha. Ui, thấy mình nè. Đó, mình là cái thằng trắng trắng ở dưới đó anh em. Ở đây điều kiện này thì khá là thoáng ha. Ok, bây giờ mình sẽ test chiều gió ngược lại nó sẽ đạt được là bao nhiêu ha. Mình test hai chiều gió đi cho nó đảm bảo công bằng. Rồi, 1, 2, 3, ở chế độ B1 bắt đầu. Cái tốc độ tối đa của máy chắc chắn nó sẽ bị giới hạn bởi firmware thôi anh em. Nó sẽ bị giới hạn bởi firmware cho nên anh em có dù có thay cái cánh gì đi nữa thì nó cũng chỉ bay được đạt tới vận tốc đó rồi. Tới cái vận tốc đó rồi ha, chứ nó không có đi hơn được nữa đâu. Firmware nó giới hạn rồi, nó không có cho cái máy nó lao nhanh hơn nữa đâu. Tại vì khi nó phát hiện cái máy mà nó lao nhanh hơn nữa, nó sẽ tự động nó thay đổi cái góc nghiêng của máy và nó sẽ làm cho cái giới hạn của tốc độ motor nó sẽ giảm này ha. Liên tục báo motor error ha anh em. Không sao hết, chứ là bình thường thôi, tại vì cái cánh của nó mình nói mà, nó quay chậm hơn, lực nâng nó lớn hơn cho nên là nó sẽ cảnh báo motor vì cái dòng điện nó phát hiện nó tiêu thụ nó khác nhau. Ok ha, về vận tốc. Về vận tốc thì nó là 28 đến 29 km/h, cũng giống như cánh zin ha, cánh zin nó cũng đạt được khoảng vận tốc đó anh em. Cũng không có gì khác biệt luôn. km/h ha. Mình đây nè. Thắng. Ok. Xong rồi bây giờ mình sẽ test tốc độ nâng hạ độ cao hết anh em. Bây giờ mình sẽ hạ độ cao thấp xuống một chút. Ôi mình đang ngồi đây nè. Xoay mặt cái đèn chút. Này đang ở dưới quê của mình ha, mình đang trong dịp nghỉ Tết. Thì mình cũng có thời gian để mình test nó luôn. Giờ mình test nâng hạ độ cao luôn nha. Test nâng hạ độ cao luôn thì cũng nó cũng nằm trong cái khoảng thời gian mình test pin luôn đó, nó cũng không có gì khác biệt đâu. Để kiểm tra xem coi pin nó có ổn định không cái. Pin này đang là 65 lần sạc của anh em, nhiệt độ đang là 39 40 độ C ha. 65 lần sạc này nó cũng tương đối là nhiều rồi đó anh em. Chất lượng nó cũng kém rồi đó, nhưng mà thôi nó chưa có phù phì gì hết thì chúng ta cũng cứ chơi bình thường thôi. Ok, bây giờ mình sẽ test thử tốc độ nâng độ cao ha. 1 2 3 lên. Ở chế độ B1 nó chỉ đạt được có phải 6,8 đến 7,2 km/h thôi ha. Nó khá là yếu anh em. Nếu mà với cái vận tốc mà nâng hạ độ cao này thì nó khá là chậm. Vì như zin đó mình nhớ không lầm là nó là 10 km/h hay gì á. 10 km/h còn tốc độ hạ độ cao nè. Hạ độ cao nó cũng là 6,5
ha. 6.5 km/h. Cái này mình không biết là có phải là cánh zin nó gì không nha, tại vì mình cánh zin của con Mavic Mini xe mình chưa có trải nghiệm. Mình chưa trải nghiệm Mavic Mini xe nên mình không biết là nó có phải vậy không. Tại vì nếu mình theo mình nhớ là con Mavic Mini 2 á, tốc độ nâng độ cao nó sẽ là 10.5 km/h và hạ độ cao cũng sẽ là 10.5 km/h. Còn mini xe thì nó gần giống như mini 1. Thì có lẽ là nó không phải, nó sẽ cái số này chắc là đúng đó. Ok, giờ mình sẽ chuyển sang S-Mode và mình test thử tốc độ của S-Mode khi mà lao tới ha anh em. Lao tới để coi S-Mode nó đạt được bao nhiêu km/h ha. Ok, bây giờ mình sẽ bay chế độ sport nè. Tới nha, 1 2 3 cắm đầu. Khoảng 46-47 km/h ở chế độ S ha. Ok, mình giảm tốc độ lên nè. Bị hạ độ cao trời, hết hồn hết vía. Nó hạ độ cao anh em. Ok. Giờ mình sẽ mình sẽ đi ở chiều gió ngược lại ha. Nãy nó đạt được khoảng 47-48 km/h gì đó. Nhanh quá mình cũng không kịp coi anh em xem giùm mình ha. Tại vì S mode này nó bị hạ độ cao quá. Ok, ở chiều gió ngược lại. Khoảng 45-46 km/h ở chiều gió ngược lại ha. Thì theo mình nghĩ đây tốc độ này là cũng khá là nhanh rồi đó anh em. Nó cũng khá là nhanh đấy. Tuy là nó không biết có hơn zin không thì mình không rõ. Anh em nào chơi Mavic Mini SE thì anh em comment cho mình biết ha. Mình không biết tốc độ này có đúng không, nhưng mà mình thấy nó lao đi cũng khá là phê đó nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tự test thử cái tốc độ nâng độ cao ha. 1, 2, 3, lên. 14.4 km/h tối đa ha. 14.4 km/h. Rồi, bây giờ mình sẽ thử tốc độ hạ độ cao tối đa ha. 1, 2, 3. 10.4 km/h ha. Đây là giới hạn của firmware. Mình dám chắc là đây gọi là giới hạn của firmware. Vì mình thấy mấy con mà Mavic Mini á, Mini 2 rồi đó, nó sẽ giới hạn cái tốc độ hạ độ cao là 10.4-10.5 km/h. Nó sẽ không khó hơn được cái con số này lắm. Mình thấy rồi, mình để ý rồi ha. Thì ok anh em, mình đã test xong hai chế độ là B và S khi mà thay cánh của Mavic Mini 3 vào trong cái body của Mavic Mini SE và động cơ là motor là Mavic Mini 1 ha. Ok anh em. Xin lỗi anh em. Về khả năng kháng gió ha và độ ồn thì mình đánh giá cao. Về khả năng kháng gió thì mình không dám xác định anh em, thật sự khả năng kháng gió mình chưa có xác định được là nó có kháng gió tốt hơn hay không nha. Vì để thử được kháng gió thì chúng ta cũng cần rất là nhiều cái những cái điều kiện khác nhau, cho nên chúng ta mới thử được cái khả năng kháng gió ha. Còn về độ ồn phải nói thật sự là sau khi thay cái hệ thống cánh này vô thì độ ồn nó đã cải thiện đáng kể so với cánh zin của Mavic Mini SE luôn nha, là cánh của Mavic Mini 2 đó. Tại vì còn Mavic Mini SE thì nó xài cánh của Mavic Mini 2. Và so với Mini 1 thì đương nhiên chắc chắn là nó sẽ ăn đứt cái cánh của con Mavic Mini 1 rồi nha. Cái độ ồn nó rất là thấp nha, và cái tông của cái âm thanh, cái giải âm thanh nó là cái tông trầm, nghe rất là dễ chịu ha. Nghe rất là dễ chịu luôn. Cái độ ồn là một cái thứ đáng giá nhất của cái bộ cánh của Mavic Mini 3. Thì như anh em cũng biết đó, là cái cánh của Mavic Mini 3 nó dài hơn cái cánh của Mavic Mini 2 và Mavic Mini 1 và cả Mavic Mini SE ha. Thì cái cánh nó dài thì nó sẽ sao? Cánh nó dài thì tốc độ vòng quay của nó sẽ chậm lại. Và chưa kể là cái độ bắt gió và cái lực nâng của cánh Mini 3 nó cũng cao hơn của hai thằng Mavic Mini 1 và Mavic Mini 2 nữa. Mình cứ tạm gọi là cho là Mini 2 và Mini SE nó giống nhau ha. Cho nên là độ ồn nó đã cải thiện đáng kể. Và cái cánh của Mavic Mini 3 nó còn có cái phần cao su phủ ở cái đầu nữa anh em. Phần đó nó giảm ồn cực kỳ tốt luôn ha. Và nó tạo được cái âm trầm á, tạo cái giải âm trầm nghe rất là dễ chịu luôn. Thì sau khi thay cái bộ cánh này vào con Mavic Mini này thì nó cũng cho ra được cái âm thanh cũng tương tự ha. Mặc dù là hai cánh sau nó đã bị cắt mất đi cái phần mà cao su á, cái phần silicon mà để giảm ồn đó,
Nhưng mà cho dù có cắt đi thì nó vẫn thực sự là nó độ ồn nó cũng vẫn không có cao. Do cái cánh nó quay chậm ha. Nhờ một phần là cái cánh nó quay chậm. Đó, cái cánh quay chậm làm cho cái độ ồn của nó cải thiện đáng kể. Còn về khả năng kháng gió thì mình không đánh giá được, tại vì con máy này là một con máy nó lắp ráp không phải là một con máy hoàn chỉnh và chỉ đơn giản là thay cánh ha. Cho nên là mình không đánh giá được cái độ ổn định đó. Anh em biết là độ ổn định thì nó cần độ ổn định và cái độ kháng gió nó cần tập hợp rất là nhiều yếu tố nha. Hệ thống máy móc ổn định ha, càng cánh motor này kia các thứ nó phải đồng bộ. Còn con này là nó lai tạp hết rồi anh em. Nó là lộn xộn đủ mọi thứ phụ kiện linh kiện trên đời hết, cho nên là mình không thể nào đánh giá được cái độ ổn định và độ kháng gió của nó ha. Chưa kể là một vài đặc tính kỹ thuật của nó đã bị thay đổi khá là nhiều. Đơn cử là cái nắp trên nó là không thể đậy lại được, do là cái cánh của Mavic Mini 3 nó quá dài cho nên là không đậy lại được. Và khi không có nắp trên thì cái khả năng nó vận hành ở trong môi trường thực tế nó cũng khác luôn ha. Đó cũng là một cái yếu tố mà làm cho mình rất là khó để đánh giá được cái khả năng kháng gió và coi như là cái tính ổn định của cánh Mavic Mini 3 đối với cái thiết bị ha. Nhưng mà cơ bản thì mình thấy là độ ồn cải thiện ha, lực nâng cải thiện, tính ổn định thì không dám chắc. Thì mình thấy là nó cũng đáng để chúng ta thử nghiệm ha, gọi là đáng để chúng ta thử nghiệm. Bây giờ chúng ta chỉ trông chờ vào một việc nữa, đó chính là cái thời gian bay thực tế có được ha. Nếu thời gian bay thực tế có được mà nó nhỉnh hơn thì nó thật sự là một điều cũng khá là đáng để thay đổi, đáng để ha chúng ta thử nghiệm này kia đồ ha anh em. Còn nếu như mà thời gian bay của nó không cải thiện mà thậm chí nó tệ thì có lẽ như là chúng ta cũng chưa nên mạo hiểm nha. Chúng ta chưa nên mạo hiểm để chơi những cái trò chơi này. Chơi những trò chơi này nó sẽ gây cho chúng ta bị tốn lúa một cách ngu dốt anh em. Đó, cho nên là ở đây nó chỉ là mang tính chất để thử nghiệm thôi nha anh em. Chỉ mang tính chất thử nghiệm nha. Nó không giúp ích gì được vào trong cái thực tiễn hết và nó vô cùng nguy hiểm trong thực tiễn luôn. Cho nên là chỉ làm để thử nghiệm cho vui thôi ha. Đó, thì anh em xem video để giải trí chứ chúng ta đừng có cân nhắc làm theo làm gì hết. Nó rất là phí thời gian ha. Còn mình rảnh rỗi quá thì mình làm cho anh em xem vậy thôi nha. Đó là những cái đánh giá cảm quan cá nhân của mình về cái thiết bị mình đang thực hiện ha. Và chủ yếu cái thiết bị này mình làm là để nó phục vụ mục đích nghiên cứu, chứ nó cũng không có phải là dùng để mua bán thương mại hay là bất kỳ một cái vấn đề gì liên quan tới thương mại hết. Mình chỉ làm để phục vụ cái nghiên cứu và đam mê của mình thôi. Đó, cho nên là anh em xem, giải trí, vui là chính thế anh em. Ok anh em. Rồi, bây giờ mình cứ điều khiển nó tới khi nào hết pin thôi để mình đánh giá cái thời gian bay của nó ha. Mình bay lượn lờ ở ngoài thực tế. Bay tới, bay lui, bay xuôi, bay ngược, bay tùm lum hết chứ mình không có muốn bay tại chỗ ha. Bay tại chỗ rất là khó đánh giá ha. Mình muốn bay ở ngoài thực tế thì nó sẽ dễ đánh giá hơn. Ok anh em. Tới khoảng 0% là mình sẽ hạ cánh ha. Mình sẽ bay 0% luôn cho nó mang cái tính nó thiết thực chút xíu ha. Mình sẽ bay tới 0% luôn ha anh em. Thì theo mình nghĩ để mà làm được con máy này mà bay ổn định á, chắc chắn là nó cần phải can thiệp thêm một vài thứ nữa. Nhưng đó chúng ta cần phải tinh chỉnh về phần cứng nè. Rồi phải can thiệp thêm cả phần mềm đó anh em. Chúng ta phải tinh chỉnh những thông số ở trong cái firmware của máy ha, để cho nó nhận dạng cái cánh mới này. Và cũng như là những cái thông số liên quan tới dòng điện này nọ rồi đó, để nó không có cảnh báo những cái lỗi như là motor error rồi payload này kia rồi đó vân vân nha. Chúng ta phải can thiệp những cái thứ đó nữa ha, chứ không phải đơn giản. Rồi đó, nó bắt landing anh em ha. Bây giờ 4% rồi, 0% rồi mình sẽ hạ nó ha. Ok anh em. Thì đó, nói chung là nó sẽ còn rất là nhiều vấn đề mà chúng ta cần phải mổ xẻ nó để cho nó có được một cái thiết bị hoạt động ổn định ha và hiệu quả ha. Còn đây nó chỉ là tính chất thử nghiệm thôi. Thì như vậy mình theo mình cũng đã khá là hài lòng. Mình cũng đã khá là hài lòng với những gì mà đang đạt được hiện tại ha. Về tính ổn định, về khả năng vận hành thực tế ha, về độ ồn, về này kia các thứ ha, mình thấy nó cũng khá là ok rồi đó. Mặc dù cái thiết bị phần cứng này thì nó không có chuẩn chỉnh, nhưng mà nó vận hành được như vậy cũng khá là êm rồi. Và chi phí, nói một chút về chi phí thì cái chi phí để mình làm con này ra nó tốn vào độ khoảng chừng 2 triệu anh em nha. Khoảng 2 triệu là cho nó full hết các đồ để mình ráp lại mình xài luôn, nó còn ăn 2 triệu hoặc 2 triệu rưỡi gì đó, 2 triệu gì đó, chưa bao gồm pin nha. Nếu mà có pin nữa chắc là nó phải hơn
nha. Thì chi phí là khoảng 2 triệu 2 triệu rưỡi cho con máy này. Đấy, ok, 0% rồi mình hạ cánh ha anh em. Ok, hạ cánh an toàn ha. Và nhiệt độ của motor, motor nó không nóng nha anh em, motor nó mát lạnh. Motor nó mát lạnh nha, nó không có nóng niết gì hết trơn nha. Motor của con máy nó khá là mát luôn, máy cũng không có cảm giác gì nóng hết. Rồi bây giờ mình sẽ xem thời gian bay có được, thời gian bay có được là bao nhiêu. 27 phút. Wow, 27 phút bay thực tế, bao gồm cả test tốc độ, test độ cao, vân vân và vân vân, một vài cái bài test ban đầu mình đã làm. Và thời gian bay thực tế, có được khi ở mức 0%, không có cố nha, chỉ đúng 0% mình hạ là 27 phút bay. Theo mình đây là một con số khá là tuyệt vời đó anh em, rất là đáng để thử nghiệm nha. Rồi ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt và đừng quên subscribe nhé.